Chúng con xin chúc mừng Phái đoàn Tòa Thánh trong hai ngày làm việc với Chính phủ Việt Nam vừa qua. Qua các mạng thông tin, chúng con được biết là Phái đoàn đã đạt được những kết quả rất là tích cực và tốt đẹp trong mối tương quan giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Vào lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Miroslav Stanislavakovsky, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn. Tháp tùng ngài có Đức ông Francisco Cao Minh Dung, viên chức cơ quan ngoại giao. Cha Han Huntech, viên chức cơ quan loan báo tin mừng cho các dân tộc. Các ngài đã đến thăm và cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng giáo mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam chủ tế. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bù Chu, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha Giuse Đảo Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam và quý cha trong Tổng giáo phận Hà Nội. Trong phần mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông trong thánh lễ hôm nay là hiệp thông với Đức Thánh cha Francisco. Bởi lẽ Phái đoàn Tòa Thánh đại diện cho Đức Thánh cha, Cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông với Đức Thánh cha để tỏ lòng yêu mến và từ đó mỗi người hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ. Chia sẻ trong phần phục vụ lời Chúa, Đức Tổng Marek gợi mở, Chúa Nhật hôm nay có rất nhiều tên gọi. Chúa Nhật sau phục sinh, Chúa Nhật lòng thương xót, Chúa Nhật trắng hay Chúa Nhật Thánh Tôma. Bởi lẽ trong bài tin mừng hôm nay diễn tả một biến cố của Thánh Tôma, dù không tin nhưng Chúa vẫn hiện diện và lôi cuốn ông. Kinh nghiệm của Thánh Tôma, thưa anh chị em, chúng ta ai cũng vậy. Chúng ta có thể để tin được, chúng ta muốn nhìn thấy, chúng ta muốn chạm tới, chúng ta muốn được chữa lành. Thì đó là điều rất là bình thường cho con người. Và ngay trong ngôi nhà thờ Thánh Chánh Tòa này, chúng ta thấy rất nhiều dấu chỉ để giúp cho chúng ta tin. Nến phục sinh nhắc nhớ chúng ta mầu nhiệm sống lại của Chúa, giúp cho chúng ta sống hy vọng, và bàn thờ, bàn thánh nhắc cho chúng ta thấy biến cố Chúa cử hành với các tông đồ, và sách tin mừng, chúng ta có thể sách phúc âm, chúng ta có thể cầm được, chúng ta có thể đọc được, chạm tới, và đó là những dấu chỉ bảo chứng cho chúng ta để niềm tin của chúng ta càng vững vàng. Cuối thánh lễ, Đức ông Miroslav Stanislavakovsky đã ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện. Đức ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đến Việt Nam với tư cách là một thành viên chính thức của Tòa Thánh tới Việt Nam và thấy được sức sống đức tin mãnh liệt nơi giáo hội địa phương. Ngài cũng chuyển lời và phép lành của Đức Thánh cha Francisco tới Cộng đoàn. Đức ông bày tỏ, thế nên khi tôi sẽ trở về Roma với tất cả niềm vinh dự được phúc trình với Đức Thánh cha, tôi sẽ thưa với ngài là tôi đã gặp một giáo hội tại đây đầy đức tin và rất là sống động. Tôi sẽ chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi nữa, để lần này không phải là lần duy nhất chúng ta gặp nhau mà sẽ còn nhiều lần nữa. Đáp lời, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên thay lời Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội gửi lời chào chúc tới Đức ông Vakovsky và Đức Tổng giáo mục Marek. Một lần nữa, chúng con đại diện cho tất cả Tổng giáo phận Hà Nội hân hạnh kính chào quý Đức cha và Đức ông. Chúng con xin chúc mừng Phái đoàn Tòa Thánh trong hai ngày làm việc với Chính phủ Việt Nam vừa qua. Qua các mạng thông tin, chúng con được biết là Phái đoàn đã đạt được những kết quả rất là tích cực và tốt đẹp trong mối tương quan giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Đặc biệt, chúng con cảm ơn Đức ông Wachowski đã đem đến cho chúng con phép lành của Đức Thánh cha Francisco với tình ưu ái phụ tử và tâm tình hiệp thông cầu nguyện. Đất nước Việt Nam xa Roma về không gian nhưng mà rất là gần gũi trong lời cầu nguyện và trong tâm tình yêu mến của những người công giáo Việt Nam đối với Đức Thánh Cha và đối với Tòa Thánh. Chúng con nhờ Đức ông chuyển tới Đức Thánh Cha lòng yêu mến, trung thành, vâng phục và hiệp thông cầu nguyện của Cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam.